Xin chào các bạn đang xem kênh hướng dẫn cắt may gia hạnh. Ở video hôm nay mình muốn gửi đến các bạn ba cái vấn đề sau. Thứ nhất đó là cách tạo dáng cho cổ lá sen. Thứ hai là cách vẽ bên nách ứng dụng đối với những mẫu đầm suông và áo lẻ. Thứ ba là cách may vòng nách đối với tay căn bản. Để hiểu rõ hơn, mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn cách cắt cái mẫu đầm gồm có cái bên nách nè, tay căn bản và cổ là cái mẫu cổ lá sen nằm. Định mức vải đối với mẫu đầm này bằng một lần dài đầm cộng một lần dài tay cộng với 10 cm độ co rút của vải và áp dụng cho vải khổ mét 6 nha các bạn. Còn về số đo, các bạn xem lại video cách lấy số đo nhé. Mình vẽ rập thân trước nè. Đầu tiên xác định cho mình cái ngang vai thì bằng số đo ngang vai chia 2. Đây, từ cái điểm giữa thân áo mình lấy vào đây nè. Rồi, từ cái điểm này mình kẻ một đường thẳng song song với đường giữa thân áo. Rồi, tiếp tục vào cổ bằng số đo vòng cổ chia cho 6. Hạ cổ. Từ điểm này nè, mình hạ xuống đây cũng bằng vòng cổ chia cho 6 nhé. Nghiêng vai. Từ đầu vai mình lấy xuống 4 cm. Bữa nay có dịp chúng ta lại ôn lại kiến thức căn bản ha. Đây là cái cách vẽ rập đầm căn bản nè. Rồi, từ điểm này nè các bạn lấy xuống cho mình số đo vòng nách chia 2 nhé. Sau đó mình sẽ trừ cho 2 cm. Vòng nách đo trên cơ thể là 38 nè, chia 2 là 19 cm. Trừ 2 cm mình còn 17 cm ha. Rồi từ điểm này các bạn kẻ cho mình đường ngang nách nè. Ngang nách cũng là đường ngang ngực nha các bạn. Tiếp tục trừ từ đường ngang vai mình lấy xuống số đo hạ ngực là 23, trừ 1 là còn 22. Tương tự hạ eo là 36, trừ 1 là 35. Sau đó lại lấy ngược xuống 3 cm cho cái phần chườm bên ngực nhé. Bên ngực hay còn gọi là bên sườn á các bạn. Ở mẫu đầm này thì cái bên sườn của mình á, nó được xoay lên vòng nách nha các bạn. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Tiếp tục nè, ngang ngực của mình bằng số đo vòng ngực chia cho 4. Từ giữa thân mình đo ra đây ha. Tiếp tục để vẽ vòng nách, mình chia cái đoạn hạ nách này ra làm 2, lấy vào 2 cm. Rồi nối điểm đầu vai với cái điểm này ha, cắt cái đường ngang ngực tại một điểm. Rồi nối cái địa trung điểm này với cái điểm ra ngực. Tiếp tục chia đôi đoạn thẳng này, kẻ vào góc nách. Là chia đôi cái đoạn thẳng này, ta có cái điểm cong của vòng nách. Ở trên đường ngang eo, các bạn xác định cho mình bằng số đo vòng eo chia 4 cộng với 3 cm nhé. Từ giữa thân mình đo ra đây ha, thì cũng giống y như là cái cách mình cắt rập đầm cơ bản có bên ngực các bạn. Chỉ khác nhau là bên ngực của mình lúc này á, là mình xoay lên nách theo cái cách vẽ trực tiếp nhé. Cách này mình rất hay ứng dụng để may đầm form rộng và áo lẻ, làm cho cái form áo của mình nó không bị hức các bạn. Nó không có bị cảm giác nó bị hất cái phần thân trước nhé. Tiếp tục dang ngực 8 cm, các bạn lấy vào đây ha, đánh một đường song song với đường giữa thân áo, cách đều 8 cm. Tiếp tục từ cái điểm ra ngực nè, các bạn hạ xuống đây cho mình 2 cm nhé, đồng thời là lấy từ điểm này ra phía bên ngoài là 1 cm. Đấy, ta cực điểm này, nối cong điểm này, cong nhẹ với cái điểm cong vòng nách nhé. Rồi từ điểm này mình nối lại xuống cái điểm ra eo. Rồi vòng nách của mình nó cong lên như vậy ha. Rồi tiếp tục nè, từ cái đỉnh ngực nè, các bạn kẻ một cái đường sao cho nè, nó vuông góc với cái vòng lơi này nhá, cái vòng nách này. Đấy, đây chính là cái tâm bên nè. Rồi vẽ cái bên nách cách cái đỉnh ngực là 3 cm nhá. Rồi từ điểm này nè, kẻ vào cái độ rộng bên nách lúc này là 2 cm. Có thể là 3 cm đối với bạn nào mà có cái quả ngực đầy nhé. Vòng nách thì lại nhỏ. Đầm của mình form rộng cho nên không sử dụng bên eo ha, chỉ có bên nách thôi. Tiếp theo mình hướng dẫn các bạn vẽ phần cổ lá sen. Từ điểm đầu cổ mình vào 4 cm. Rồi tiếp tục từ cái hạ cổ căn bản mình lấy xuống đây là khoảng 6 cm. Rồi nối hai cái điểm này ha, bằng cái dáng cổ tim. Cái dáng cổ này là tùy ý mình nha các bạn. Có thể là cổ tròn, rộng hay là hẹp gì đấy, hoặc là cổ lệch nữa ha. Có một số cái cổ lệch qua một bên cũng rất là đẹp. Độ rộng của cái lá này cũng tùy ý ha.
Ở đây mình làm nhỏ thôi, khoảng 4,5 cm. Từ điểm này mình vẽ một cái đường cong đều ha, cách đều cái đường của tim ban đầu nè. Rồi từ giữa thân mình lấy ra khoảng 2 cm để đánh cho cái độ da nhé. Đây được gọi là cái hình dáng cơ bản lá sen nhọn. Nếu đánh tròn cái đầu nhọn này thì mình được gọi là lá sen tròn. Như vậy mình đã xong cái phần cổ áo. Đối với cái form áo, bạn nào mà thích mặc ôm thì mình sẽ cho ben nhé. Nhớ là từ đỉnh ngực mình hạ xuống 3 cm. Đấy, chiếc ben cách cái đỉnh ngực ra 3 cm. Rồi, từ đường ngang eo nè, lấy cho mình 22 cm để vẽ cái đường ngang mông. Rồi, ngang mông của mình bằng số đo vòng mông chia cho 4, cộng cử động là khoảng 2 cm. Mặc ôm thì khỏi cộng hoặc là cộng 1 cm thôi nhé. Nếu vải co giãn thì các bạn không cần cộng. Ở đây mình cộng 2 cm tại vì form mình là form áo rộng nhé. Rồi chích ben thì nhớ lấy từ ngang mông lên 5 cm. Đấy, cái độ rộng ben này là 3 cm. Mà thông thường nếu kẻ ben eo các bạn thì thường mình để ben ngực ở phía sườn chứ mình không có quay lên nách như vậy đâu nha. Đấy, mình vẫn để cái ben nó nằm ở sườn thì trong cái áo mình sẽ đẹp hơn. Rồi khi mà chích ben thì nhớ đánh cong lại ở phía dưới chân ngực này để cho cái chân ngực mình nó ôm. Đó, còn mẫu của mình hôm nay là không có sử dụng ben eo các bạn. Đấy, mình sẽ đánh form rộng như thế này, nối cái điểm ra mông với ra ngực nè. Rồi sẽ cắt cái đường ngang eo tại một điểm, thì từ cái điểm đó mình lấy vào 2 cm để tạo dáng nha. Không cần biết là keo bạn bao nhiêu đó, lấy 2 cm vào để tạo dáng cong thôi. Rồi đánh cong mềm mại qua cái điểm ra mông. Sau đó đây, mình đánh cong lại nha. Rồi cong mềm đi ra cái điểm ra mông như thế này, rồi đánh xéo nhẹ xuống dưới line luôn, dạng form chữ A. Đầm của mình không có cái ben eo, xóa bỏ đi ha. Mẫu đầm hôm nay của mình ở phía dưới này là có một cái đoạn bèo dúng các bạn. Tổng độ dài cái đầm của mình là 97 ha. Mình sẽ canh cho cái đoạn dúng này nè là khoảng 25 thôi, tùy ý mình ha. Rồi cộng với khoảng 72 nữa là đủ ha. Đủ số đo tổng chiều dài nè là 97 nè. Thì đây cái bèo dúng của mình là 25. Thì cái rập thân trước của mình sẽ cắt cái độ dài là 72 nhé. Từ ngang vai các bạn lấy xuống cho mình là khoảng 72. Đây 72 đây. Sau đó các bạn trừ lên 1 cm chùm vai nè. Rồi lấy ngược xuống 3 cm chùm bên ngực nè, bên sườn ấy. Đấy, theo nguyên tắc là như vậy các bạn, là sẽ đủ chiều dài nhé. Và từ điểm này mình kẻ đường ngang line, lấy lên 1 cm để đánh cong lại cái đường ngang line này. Lưu ý là nếu như cái đầm mình càng da ra A nhiều á, thì cái chỗ này mình lấy lên khoảng 2 cm để đánh cong lại đường ngang line nhé. Rồi mình sẽ cắt rập thân trước để đặt lên cắt cho rập thân sau ha. Đấy, bình thường dùng cách này các bạn, để khi mà gặp những cái mẫu đầm đơn giản á, thì mình không cần cắt rập giấy nhé, mình cắt trực tiếp lên trên vải luôn. Ở đây mình cắt trên giấy để cho các bạn dễ nhìn, dễ hiểu bài thôi. Chứ khi mình thiết kế mình những cái mẫu đơn giản như vậy, mình cắt trực tiếp lên vải. Và mình sẽ sử dụng cái rập vải mình đặt lên, mình cắt cho thân sau, nó sẽ nhanh và tiện hơn ha. Và sang dấu lại cho mình nè, ngang ngực thân sau nè, ngang eo. Cái ngang ngực thân sau nó sẽ cách cái điểm ngang ngực thân trước khoảng 2 cm ha. Đấy, ở cái 2 cm thì ở phía trong này mình cũng lấy xuống 2 cm nè. Sang dấu lại hết nha, ra ngực nè, ra eo nè. Rồi cái đường ngang line và cái đường sườn là nó giống hoàn toàn thân trước nha các bạn. Rồi cái bước tiếp theo là cái bước quan trọng mà hay quên nhất nè, đó là kéo cái rập mình xuống nè. Đây, lúc này cái đường ngang ngực thân trước nó trùng với ngang ngực thân sau nhé. Rồi mình cố định cái rập lại và vẽ đường ngang ngực thân sau. Bằng cách này khi chích cái phần bên nách á, thì toàn bộ cái phần sườn thân trước nó sẽ được kéo lên trùng với thân sau. Và từ điểm này chúng ta lấy vào 1-2 cm nhé. Nếu muốn mặc thoải mái thì chỉ cần lấy vào 1 cm thôi. Còn muốn mặc ôm hơn thì mình lấy vào 2 cm. Và tiếp tục từ vòng nách thân trước lấy cơ ra đây 0,5 cm. Chườm vai 4 cm đối với form rộng. Rồi kẻ đường nghiêng vai thân sau song song với đường nghiêng vai thân trước. Và tiếp tục từ cái đường cong của vòng nách thân trước nè, các bạn cũng lấy cong theo, tức là nó sẽ cong nhẹ. Rồi cắt cái đường vai con thân sau tại một điểm, rồi đo lại nè, cái vai con thân trước bao nhiêu thì mình sẽ lấy ở đây bấy nhiêu ta được cái điểm vào cổ thân sau ha.
nối điểm này với cái điểm cơi ra 0,5 nè, rồi chia đôi cái đoạn xéo nách thân sau này ha, rồi nối cái điểm này với cái điểm ra ngực này, rồi chia đôi đoạn này đánh vào góc nách, chia đôi đoạn này đánh cong, nhớ là cong lơi vào rồi lại đánh cong ngược ra nhé, đường cong mềm mại không gãy khúc ha. Để xác định cái điểm hạ cổ thân sau thì thường mình lấy theo thân trước các bạn, mình đặt cái rập thân trước như cũ nè, mình lấy ngược lên 4 cm bằng cái đoạn chùm vai ấy. Đó, trường hợp khách lớn tuổi thích mặt kính thì các bạn lấy thêm lên, ở đây là lấy thêm lên 2 cm cho nó kín đáo hơn ha, rồi cũng vẽ tim lại. Có nhiều cái cổ hạ rất là thấp các bạn, hạ sâu xuống dưới đường ngang nách luôn, cũng modern lắm, đẹp. Độ rộng cái lá cổ thì nó bằng cái lá cổ thân trước nè, mình so lại cho nó chính xác. Đây, 4,5. Rồi vẽ hình dáng nó không nhất thiết phải giống cổ thân trước đâu nha các bạn. Ở đây là mình làm giống nè, cho các bạn dễ nhớ, dễ hiểu ha. Này cũng lấy ra 2 cm để đánh da cái góc ra như vậy. Như vậy là mình đã có được cái rập lá cổ sen ha. Rồi vẽ lại cái đường sườn áo nè, đường ngang eo, ngang mông, ngang lai. Rồi chỗ này là vải gấp đôi ha. Thân sau mình cắt một chi tiết. Rồi từ đây mình lấy vào 8 cm để kẻ cái đường ben ha, song song với đường giữa thân áo. Từ dưới mông mình lấy lên 5 cm. Độ rộng ben này là khoảng 2 cm. Ứng dụng để may áo lẻ rất là tiện các bạn. Khi mặc thì mình cứ trồng vào như là áo vậy. Trường hợp bạn may đầm mà ôm có ben eo thân trước thì bắt buộc cái giữa thân sau mình sẽ rã để mà mình thả dây kéo vào đây nhé. Đồng thời là cái ben này nè, mình di chuyển vào đây, nó sẽ nằm giữa cái đoạn ngang eo ấy. Đồng thời lúc này cái dáng lưng của mình nó cong nhẹ nhé, theo nguyên tắc cắt rập đầm ôm body. Các bạn xem lại video đó nhé. Ở video đó thì đồng thời mình có hướng dẫn cái cách cắt tay cơ bản luôn. Thì cái mẫu đầm này của mình là phần tay là tay cơ bản, cho nên các bạn xem lại video giúp mình. Trước khi cắt rời cái bông lá sen này thì mình sẽ sử dụng nguyên cái rập này để cắt cho phần thân trên vải nhé. Trải vải cắt lúc nào mình cũng cắt cái thân trước đầu tiên ha, theo số dọc. Tiếp theo là cắt cho thân sau, chừa đường may xung quanh 1 cm, riêng phần sườn áo là 2 cm. Tay áo mình cắt 2 chi tiết đối xứng, đánh dấu lại phần thân trước thân sau rõ ràng nhé. Đầm của mình phơm rộng có cái túi sườn ha. Thì ở đây nè, mình làm một cái túi ẩn. Từ ngang eo mình lấy xuống khoảng 4 cm, rồi miệng túi khoảng là 12 cm. Rồi các bạn sẽ cắt cái miếng đắp túi hình dáng là cách đều cái miệng túi ra ha, 4 cm ra như thế này nè, 4 đến hoặc 3 cm các bạn. Rồi miếng đắp túi nó có hình dạng như vậy, rồi cắt 4 miếng như vậy để may lộn cho phần túi ẩn. Thì cách may túi ẩn mình đã có hướng dẫn ở video đầm cổ tròn tay sắt nách ha, có phần túi ẩn y như vậy, các bạn xem lại video. Để cắt cho cái tầng dúng thì mình cần chuẩn bị một cái đoạn vải có cái độ rộng là 25 cm, độ dài được tính như sau. Đo lại cái phần lai này các bạn, ở đây mình đo được 26 cm ha, mình cộng thêm cho khoảng 12 cm độ dúng. Rồi tất cả cái đoạn này mình sẽ nhân 4 lần lên ha. Đấy, dúng lại rồi may vào cái phần lai. Trước khi may dúng thì các bạn nhớ đánh dấu ha, mình chia ra 4 đoạn bằng nhau để khi mình tra cái phần dúng vào nó rải đều thì nó mới đẹp nhé. Phần quan trọng nhất của video hôm nay tức là tạo dáng cho cái cổ lá sen nhé. Dáng thì nó có 3 cái dáng chính các bạn, dáng nằm nè, dáng đứng và cái dáng nửa nằm nửa đứng nhé, tức là nó không có nằm hẳn các bạn. Mình sẽ cắt cái rập này ra ha. Rồi đầu tiên là mình tạo cái dáng lá sen nằm ha. Rồi các bạn xoay cái phần vai thân trước với vai thân sau nè, các bạn kết dính lại. Đồng thời nè, mình sẽ gọt bỏ bớt đi khoảng 0,3 cm, bên này cũng 0,3 cm. Rồi mình nối nó lại, ở đây mình chấp qua nè, rồi mình chấp đơn giản như vậy. Đấy, mình chấp cái chỗ mà mình kẻ đấy, sẽ tạo nên cái dáng sen nằm mà nó nằm đó, úp xuống cái phần vai các bạn, nó không có bị hất cái lá cổ lên. Đấy, cái mẹo là như vậy nhé. Rồi, đồng thời nè, điều quan trọng là mình sẽ gọt bỏ bớt đi. Đấy, mình gọt lơi các bạn,
0,3 cm đối với cổ tim ha, còn 0,5 cm đối với cổ tròn. Đấy, ở đây là mình cổ tim cho nên mình gọt bỏ đi là 0,3 cm ở đầu cổ như thế này nhé. Đấy, cái mẹo như vậy sẽ giúp cho khi mà tra cái cổ lên á là nó cúp, nó ôm vào cái thân áo các bạn, nó không cái bị dẫn bị hết ra ngoài, nhìn sẽ rất là đẹp nhé. À, trường hợp nếu mình muốn cái cổ mình nó đứng nhẹ nè thì mình sẽ chấp qua ở đây là 0,5 cm, à, còn nếu như muốn đứng hẳn luôn thì chấp qua khoảng 2 cm. Đấy, đến khi nào mà các bạn thấy cái đoạn cong này nè nó trở thành đoạn thẳng là nó đã đứng hẳn nha. Lưu ý là sẽ cộng thêm cái độ rộng cho cái bản cổ của mình nhé. Càng đứng thì nên mình cộng thêm càng nhiều, ví dụ như là đứng sơ sơ thì mình cộng 1 cm, đứng nhiều thì mình cộng 3 cm nhé, để cho khi nó đứng lên là nó có cái đoạn vải gấp ở bên trong á, là nó sẽ làm cho cái bản cổ mình không bị quá nhỏ. Ở đây là mình chấp qua 1 cm nè, đấy là nó mức độ đứng của nó là gần như là đoạn thẳng rồi các bạn nè, nó rất đứng rồi nè, tức là cái bản cổ của mình nó sẽ rộng thêm ở vị trí vai này nhé. Đó, thì cái độ chấp của nó lúc này mình nhìn sẽ thấy sẽ là 2 cm. Vì là dáng cổ tim cho nên mình có cắt cái phần nẹp bên trong nha. Nếu cổ tròn thì các bạn chỉ cần cắt cụm viền để viền ẩn thôi. Cách viền ẩn thì mình đã chia sẻ ở video mẹo vặt rồi ha. Sau mình cũng cắt nẹp và ủi keo tương tự nhé, tránh ủi bị giạt keo. Và đây là cái phần nẹp cổ ha. Sau khi mình cắt vải và ủi keo nè, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái mẹo để may cho nó sắc sảo nha. Đây, cái phần rập giấy mình đặt lên lại, mình vẽ phấn lại. Làm như thế này để tránh trong cái quá trình mình ủi keo vào vải á, nó bị giãn, bị biến dạng các bạn. Thì mình vẽ phấn lại, chỗ nào mà nó bị giãn keo thì mình sẽ gọt bỏ đi ha, cho nó cố định cái hình dạng nó giống y như cái rập giấy của mình. Thì khi may ra nó mới sắc sảo được nhé. Rồi, tiếp tục đặt lên, cắt một miếng đối xứng nè, cũng ủi keo, đánh dấu lại thân trước thân sau rõ ràng ha. Hai cái miếng này mình sẽ quy định là nó là miếng lót các bạn, tức là miếng phía dưới á. Tí nữa mình sẽ đặt mình cắt miếng miếng chính ha. Đây, cái miếng là miếng chính, cái miếng phía trên này lúc nào cái đường may này nè các bạn, cái đường cong lớn ở phía ngoài này là mình cũng cắt chừa ra 2 ly nha, để khi may nó lấp vào, nó bắp lấp cái đường may xuống phía dưới thì cái cổ mình nó mới đẹp nhé. Đánh dấu lại để tránh nhầm lẫn nè. Đây là cái miếng chính ha, cái miếng phía trên cũng đặt lên cắt keo, ủi keo cho cái lớp mà chính này luôn nhé. Để may lộn cho cái phần cổ lá sen này thì các bạn chọn cho mình ha, một miếng bên trong, miếng bên dưới các bạn, và một cái miếng chính, rồi mặt phải ấp với mặt phải, may đường may cách mép vải khoảng 0,3 cm thôi.
tiếp tục đạp giữa một ly ha, về phía miếng vải phía bên dưới á, miếng vải nhỏ hơn ấy. Và tiếp tục là các bạn gập lại như thế này. Đấy, gọt bỏ bớt cái đường may cho nó khỏi cộm nè. Rồi các bạn cũng cắt mép vải 0.3 cm, đạp một đường rồi gọt bỏ bớt vải ra ngay gốc đó ha, rồi mình dùng dép mình đẩy nhẹ ra. Gốc của mình nó không có nhọn lắm ha, mình dùng dép là được rồi. Nếu mà gốc nhọn các bạn nên dùng chỉ để kéo cái gốc nhọn cho nó ra hết nha. Tương tự đối với cái đầu lá cổ bên kia mình cũng làm như vậy. À, các bạn cũng thực hiện như vậy để may cho cái phần lá cổ đối xứng ha. Rồi sau khi ủi ra rồi, cái phần phía trong vòng cổ nè, cái phần mình sẽ may với cái cổ thân áo ấy, nó dư ra bao nhiêu vải thì mình gọt bỏ đi nhé. Đôi khi là trong quá trình may nó sẽ không có đều các bạn. Đấy, mình gọt lại cho nó gọn gàng nè, trước khi mình lắp nó vào trong cái phần thân áo nhé. Đây, thân sau của mình sau khi đã chích ben nè, mình đặt mặt phải của thân sau ấp với mặt phải của thân trước nhé, để may nối phần vai áo. Thân trước mình có hai cái ben nách nè, mình may chích hai cái ben nách này lại nhé. Và tiếp theo các bạn đặt cho mình cái phần cổ lá sen vào để may nháp vào trước các bạn cho nó ổn định, sau đó mình mới may lộn miếng nẹp cổ nhé. Lúc tra vào các bạn tránh cho bị giãn vòng cổ. Đây nè, sau khi tra mà cái phần nối vai của mình nó trùng, hai cái vai đối xứng của mình nó trùng nhau như thế này là được rồi ha. Các bạn quan sát nè, lúc mới tra vào thì cái chỗ này nó hơi tức nè các bạn, tại vì cái đầu lá cổ của mình có gọt bỏ đi 0.3 cm cho nên nó sẽ tức nhé. Đấy, nhưng khi mình may lộn nẹp hoặc là mình may viền viền ẩn ấy, đấy mình lộn cái phần đường may vào thì lúc này cái cổ mình nó không còn tức nữa, mà nó sẽ cúp ôm vào cái phần thân áo nha. Đấy, nó không còn tức nữa. Rồi, ok, mình sẽ may lộn phần nẹp nè, nẹp của mình đã nối phần vai với nhau nè. Nhớ là nẹp thân trước thì đi với thân trước ha, nẹp thân sau thì đi với thân sau. Sau khi may xong các bạn bấm cho mình tại vị trí góc của tim ha. Thân trước cũng vậy mà thân sau cũng vậy nè, đều là cổ tim cho nên mình bấm ra. Rồi nguyên cái vòng cổ này các bạn cũng bấm ha, cứ cách một đoạn khoảng 2 cm mình bấm, tại cổ của mình cũng không có tròn hung, nó lơi lơi cho nên là mình bấm cách 2 cm là được rồi ha. Chỗ nào mà tròn gấp mới bấm 1 cm. Rồi sau khi bấm xong mình sẽ đạp chằng qua cái miếng nẹp ha, cắm kim một ly, đạp chằng qua miếng nẹp này, dụi hết đường may qua miếng nẹp. À, như vậy mình đã may xong cái cổ lá sen ha, các bạn lật qua bên trong và ủi nè. Tiếp theo mình sẽ may cái phần sườn áo ha.
đồng thời tra cái túi ẩn vào. Thì cái túi ẩn này các bạn xem lại video và may nhé. Đấy. Sau khi may sườn áo vào túi thì mình sẽ dúng cái tùng mình may vào nhé. Và bước cuối cùng là may cái phần tay áo nè. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tra cái phần tay áo cơ bản sao cho nó vào êm ha. Sau khi cắt xong thì cái phần vòng nách tay của cái tay áo nó sẽ nhiều hơn cái phần nách trên thân áo các bạn. Đây cái phần sườn tay mình đã nối lại rồi nè ha. Thân trước của mình nè, nó hơi ít hơn thân sau một chút xíu nè. Đây là cái điểm đầu vai nha. Xác định đánh dấu xong những cái điểm này thì mình lộn qua phía bên mặt nè. Rồi các bạn lồng vào cái phần nách tay để mình may. Cái thân áo á, các bạn so lại ha, nắm cái phần dưới nách nè, mình so lên bên vai á, để mình lấy lại cái điểm đầu vai nhé. Điểm đầu vai của mình thì thường nó sẽ cách cái đường chùm vai, cái vị trí đường chùm vai là khoảng 1 cm các bạn. Đây mình gạch lại. Thân trước của tay nè ốp với thân trước của thân áo nè. Và mình đặt lòng vào như thế này. Và cái phần sườn tay và sườn áo phải trùng nhau ha, dập đường may ra nè. Rồi bắt đầu các bạn cắm kim. Cái tay áo mình đặt ở trên nha, còn cái thân áo mình nằm phía dưới. Rồi bắt đầu các bạn sẽ cách mép vải là 0.5 cm. Bắt đầu các bạn may nè. Mình so lại cái điểm đầu vai trùng nhau nè. Thường thì nó hơi dùng các bạn. Cái tay áo nó sẽ hơi dùng so với cái thân. Đấy, nó dùng tương đối thôi, không có dùng nhiều nha. Nếu các bạn cắt chuẩn là nó chỉ dùng vừa phải thôi, không dùng nhiều quá. Rồi, xong mình sẽ bắt đầu mình may. Cái đoạn cua mà từ dưới cái sườn lên đây nè, là thường vải nó bị giạt rất là nhiều. Cho nên mình ổn định lại bằng cách là mình cứ lấy dùng tay ấy, mình ổn định cái sớ ngang. Còn cái sớ xéo này á, mình cho nó dùng hẳn lại. Đấy, thì nó mới đúng cái độ giãn của nó ban đầu ha, cái độ vải tự nhiên ban đầu của nó thì bắt đầu mình mới may. Đấy, lúc nào cái phần tay áo mình cũng cho nó dùng nhẹ các bạn, nhất là qua cái cua đó. Rồi, ở phần từ cái cua lên trên cái vai nè, lúc này nè các bạn sẽ nhìn thấy nè, cái thân áo của mình ấy là một đường thẳng, còn cái tay áo nó lại là một đường cong ha. Cho nên khi tra vào thì các bạn cũng dùng cái đường may nha, dùng cái đường may của tay áo lại. Rồi vừa may các bạn vừa dùng như vậy, kéo cái lớp vải dưới căng ra. Rồi từ cái điểm đầu vai thân thân sau nè, để đi vòng qua vòng nách thân sau thì các bạn dùng nhiều hơn là đối với thân trước nha. Ngay cái đoạn thẳng từ cái đầu vai mà xuống cái đường cua này nè, các bạn dùng nhiều. Đấy, tại vì khi cơ thể của mình ấy là cái phần vai thân sau các bạn nó gù lên. Đấy, mình đòi hỏi là cái tay mình sẽ có cử động nhiều nhé. Rồi tiếp tục xuống cái vòng cua của thân sau. Đấy, thì các bạn cũng dùng vải giống như thân trước nha, ngay cái đoạn cua nè, dùng vải tay áo rồi mình chậm rãi mình may thôi. May quen rồi thì sẽ dễ dàng thôi các bạn. Chứ nếu mà cứ cắt cho nó căng đều với nhau khi may vào cái tay nó xấu lắm. Mà nó dùng như vậy khi may xong thì cái tay nó mới đẹp nha. Ok. Đây, các bạn quan sát nè. À, khi may xong mình vẫn thấy cái vải nó dùng rất là nhiều ha. Đấy. Vậy chứ khi ủi ra là nó nằm các bạn. Khi ủi ra là nó nằm êm. Mà nó đảm bảo được có cử động cho cái phần gù của vai thân sau á nha. Trong tất cả đường may thì cái đường may vòng nách này là khó nhất các bạn. Bạn nào mới thì mình cố gắng nha. Rồi đầm của mình may xong này, các bạn quan sát sẽ thấy là nhờ cái chiếc men nách ha, cho nên là cái phần vải dư ở bên sườn và bên nách ấy, nó được gom vào hết cái men nha, làm cho cái form áo mình nằm êm trên cơ thể rất là đẹp. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.